Ngụy Đại Huân chạm mặt tình cũ Lưu Dực Phi, hớn hở vì qua mặt cả Dương Dương. Hiện tại, sau clip đại náo top tìm kiếm, cư dân mạng đang vô cùng hào hứng ghép mạnh yến thần Ngụy Đại Huân với bạn trai Lưu Dực Phi đóng yêu tinh bản Trung. Trước sự thành công của yêu tinh bản Hàn với diễn xuất của Gong Su, Lee Dong Wook và Kim Go In, trên mạng xã hội mới đây bất ngờ nổ ra cuộc bình chọn vai chính cho dự án bản Trung. Theo đó, phần lớn cư dân mạng đều đồng loạt đề cử Ngụy Đại Huân vào vai yêu tinh, còn Triệu Kim Bạch sẽ đảm nhận vai nữ chính. Thậm chí dân tình đã tính sẵn đường đi nước bước cho nhà sản xuất bằng cách Photoshop hoàn chỉnh poster phim một cách vô cùng hợp lý. Nói về lý do có sự bình chọn như vậy, thì trên đường đua phim ảnh mùa hè năm 2023, một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Ngụy Đại Huân, bởi anh đã chiến thắng đỉnh Lưu Dương Dương một cách áp đảo chỉ với vai phụ mạnh yến thần trong Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi. Cũng nhờ vai diễn này, tên tuổi của Ngụy Đại Huân được hâm nóng trở lại và ngày càng được săn đón và liên tiếp lọt top hot search thời điểm phim vừa phát sóng không lâu. Ngoài ra, các video clip về nam diễn viên trong phim cũng được chia sẻ rộng rãi và gây sốt trên Douyin. Trên màn ảnh, khán giả không ngớt lời khen kỹ năng diễn xuất của Ngụy Đại Huân. Anh tạo được khí chất cho nhân vật lạnh lùng nhưng không bị đơ. Ở những phân cảnh dồn nén đau khổ dai dứt khi đối diện với nữ chính, Ngụy Đại Huân thể hiện tốt thông qua ánh mắt cảm xúc. Khi đặt lên bàn cân với Dương Dương, diễn xuất của anh được khen tốt hơn. Thậm chí, một bộ phận khán giả còn đánh giá cao chemistry của Ngụy Đại Huân và Vương Sở Nhiên hơn cặp chính. Trở lại với cuộc bình chọn, dân mạng đề cử vai thần chết cho Lý Hiện, bởi trước đó nam diễn viên đã rất thành công với Đi Đến Nơi Có Gió hợp tác cùng thần tiên tỷ tỷ Lưu Dực Phi. Ngoài ra, sau màn tương tác ngọt xỉu của anh và Ngụy Đại Huân trong sự kiện mới đây cũng khiến dân tình đẩy thuyền nhiệt tình. Nếu thật sự hợp tác cùng nhau, cả hai vừa có diễn xuất tốt, vừa có ngoại hình đẹp lại có máu hài hước thì chắc chắn sẽ tạo nên một phiên bản yêu tinh hoàn toàn mới và đáng mong đợi nhất từ trước đến nay. Một số ý kiến của cư dân mạng trước màn đề cử này: Ngụy Đại Huân đúng chuẩn chú yêu tinh bản Trung luôn ấy, vừa nghiêm túc lại vừa có nét hài hước. Để Lý Hiện vào vai thần chết, Ngụy Đại Huân vai yêu tinh thì quá hợp rồi, chemistry của hai người này cũng đỉnh lắm. Đạo diễn chốt dàn cast này đi, không còn ai phù hợp hơn nữa đâu. Để Ngụy Đại Huân và Lý Hiện tấu hài thì đảm bảo phim thành công đó nha, vừa đẹp lại có diễn xuất tốt nữa. Tuy nhiên, đây mới chỉ là đề cử của cư dân mạng. Đến nay, dự án yêu tinh bản Trung vẫn chưa có thông tin chính thức về việc remake cũng như dàn diễn viên tham gia. Trước đó, cặp sao nam đình đám xứ Trung là Ngụy Đại Huân và Lý Hiện thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ khi cùng nhau tham dự một sự kiện. Tại đây, cả hai gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai cùng phong thái tổng tài lịch lãm. Tuy nhiên, chưa nghiêm túc được bao lâu, lại là cây hài có tiếng ở showbiz. Lý Hiện và Ngụy Đại Huân khiến netizen cười nghiêng ngả với màn tương tác đầy thú vị trên sân khấu. Theo đó, khi mọi người xếp đội hình chụp ảnh, Lý Hiện và Ngụy Đại Huân đã đùn đẩy nhau và nhường đối phương đứng vào ở vị trí trung tâm. Lý giải vì sao cả hai không ai chịu vào trung tâm, vì đây vốn là vị trí nhạy cảm đối với giới giải trí, chỉ dành cho nhân vật quan trọng nhất và từng khiến không ít nghệ sĩ dính lùm xùm. Sau đó, để kết thúc màn giằng co này, nam diễn viên cá mực hầm mật không hề do dự mà bế thốc mạnh yến thần của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi lên và đặt vào vị trí đắc địa này. Ngay lập tức, hành động hài khó đỡ này của Lý Hiện đã nhanh chóng gây sốt và leo lên top tìm kiếm trên mạng xã hội xứ Trung. Người hâm mộ cũng được fan cười bò và bày tỏ sự thích thú trước màn tương tác của hai nam diễn viên. Lý Hiện bế Ngụy Đại Huân ngon ơ, hai anh dễ thương quá, cười xỉu, gặp người quen lại có chuyện hài.